Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Trong tuần này thì anh em thấy là tôi ra khá là ít clip so với cái đợt trước. Thì anh em thông cảm, cuối năm rồi, có rất nhiều hội nhóm tổng kết năm. Nên là tôi thực sự là có những cái hôm mà tôi rất say. Về nhà là thực sự là nếu mà để mà làm cái clip ý, để mà có thể nói chuyện được, trôi chảy được ý, thì nó là cả một vấn đề. Bây giờ lên clip ý, sau lại ú a ú ớ thì tôi nghĩ là chắc là anh em bỏ tôi hết, không ai xem. Thế là ngoài những cái ngày mà tôi có thể là ngất trên cánh quất ra thì những cái ngày tôi tỉnh táo thì chắc chắn là tôi sẽ ra clip anh em nhá. Anh em nhớ đón nhận nhá, chứ anh em đừng có nghĩ là tôi dạo này tôi bỏ bê sau tôi không chịu ra clip để cho anh em xem. Đấy thì không anh em ạ. Năm nào là thế, cuối năm thì thường là hay là có bị vướng víu mấy cái vụ nhậu nhẹt rồi tất liên. Thế nên là anh em hết sức thông cảm cho tôi. Đấy, ra clip thì tôi vẫn sẽ là duy trì nha anh em nhá. Thực ra thì tôi đã nói với anh em rồi, chia sẻ với anh em là tôi rất thích cái meta này. Đó, có một cái dạo là mới update ấy thì nghỉ mấy ngày là không phải là vì là đi ăn tất liên mà là vì nghiên cứu meta đấy, với cả nó là một cái khoảng thời gian mà mình kiểu mình nghỉ làm ấy, nghỉ làm để gọi là giải trí cho cái nhu cầu về cá nhân đấy. Rồi để xem hôm nay chơi cái gì nào. Chưa biết chơi cái gì mà thôi được rồi, cứ có warrior thì cứ pick trước vào nha anh em nhá. Rồi random phát này. Nhưng mà từ từ đã, có lấy cái bùa tâm linh không? Sợ trộm chó không? Thôi, nói chung là tôi cũng chả sợ. Nếu mà xác định mà kiểu như là bỏ cái bùa tâm linh đi rồi ấy, thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ lấy cái gì? Tí nữa chúng ta sẽ chuyển sang Creator. Ok. Úi dồi, lại cho cả Echo này. Chán đời. Đây, có mấy cái đồ tăng mana này là ngon nha anh em nhá. Đầu game mà tôi thường là tôi sẽ lấy mấy cái đồ bắn trưởng sớm ấy. Đấy, thường là sẽ là lấy hai đồ tăng mana và một cái đồ là máu hoặc là giáp hoặc là hồi máu. Đấy, để có một cái hàng tăng về trên nữa. Một cái đội hình mạnh là công thủ là phải toàn diện. Thực ra là bây giờ chúng ta có là ở đây là hai gót nhá. Ờ thì cho hai gót vào vậy. Hai gót kết hợp với cả một cái con Heaven Bomber bắn trưởng. Nhưng mà cái round đầu tiên thì gặp cái thằng này khá là mạnh. Ok, chắc là thua. Đấy, tôi xin được chia sẻ với anh em là tôi thì làm cái nghề này là nghề YouTube đúng không? Nghề YouTube thì cũng được 5 năm rồi. Đấy, và cái lúc mà tôi chơi ấy, tôi chơi game mà tôi để tôi ra clip ấy, thì đấy là cái thời gian mà tôi làm việc. Đấy, nó là cái công việc. Thì chắc chắn với anh em là khi mà chúng ta làm việc ấy, tôi cũng không nghĩ là có cái sự ngoại lệ. Đây là cái việc mà khi mà chúng ta nó là một cái công việc thì không bao giờ là chúng ta thấy thích cả. Đấy, tôi bản thân tôi cũng thế, tôi làm cái này nhiều thì nó là vì nó là công việc, chứ còn để mà nói là để mà chơi để mà vui ấy, thì nó phải là không có làm clip, không có làm clip mà chúng ta vào chúng ta trải nghiệm thôi, chúng ta chơi, chúng ta chiến thắng, chúng ta trải nghiệm. Đấy thì nó là chơi, nó là giải trí. Thì mấy hôm trước cũng thế. Mấy hôm trước thì mới update xong thì thực sự là cảm thấy rất là thú vị về cái meta mới. Trước một cái big update và có rất nhiều những cái thứ mà cần phải khám phá. Thì cũng như là khám phá một quyển sách mới vậy. Có một cái khoảng thời gian mà tôi có thể nói là nghỉ 2 ngày 3 ngày gì đấy không ra clip ấy, để tôi trải nghiệm cái meta mới. Theo đúng cái nghĩa là tôi giải trí, tôi chơi. Đấy, ban ngày thì tôi làm việc và buổi tối thì tôi về tôi nghỉ ngơi, tôi chơi game. Đấy, giải trí và tìm hiểu meta mới luôn. Một công đôi việc, tìm hiểu đến meta mới để sau này làm clip đấy, để phục vụ anh em. Đó, thì anh em cũng biết là bình thường thì là ban ngày là đi làm đúng không? Xong buổi tối là làm clip để phục vụ anh em thì coi như là một cái công việc và nó hết ngày. Thực sự là rất là căng thẳng, áp lực khi mà mỗi ngày là phải ra một cái nó gọi là gì, nó gọi là content, nó gọi là nội dung. Đấy, phải nghĩ nội dung, phải áp đặt cái nội dung đó lên trên mỗi cái clip. Đấy, chưa kể là có những cái ngày mệt mỏi ấy, có những cái ngày rất mệt nhưng mà vẫn phải cố gắng là nói chuyện làm nào để đem lại cái sự tươi mới, đem lại cái sự vui tươi đấy ở trong cái clip, khiến cho anh em xem cái clip của tôi. Khi mà anh em một ngày anh em làm việc mệt mỏi, sau đó anh em xem clip của tôi một cách nó vui vẻ và giải trí,
anh em vào trong kênh Game Today, anh em xem những cái video clip của tôi sản xuất, anh em cảm thấy là nó tràn đầy năng lượng, nó vui vẻ. Đấy, thì bỗng nhiên là anh em cảm thấy là hôm nay bao nhiêu cái mệt mỏi của anh em nó tan biến. Thì đấy là cái tiêu chí ở trên kênh, là cố gắng làm nào để cho kênh lúc nào nó cũng đặt cái sự giải trí lên hàng đầu. Đấy, thì để được cái đấy thì tôi cũng phải cố gắng là bỏ qua hết những cái mệt mỏi của tôi, những cái buồn phiền cá nhân, những cái lo lắng ở trong cái cuộc sống hàng ngày của một cái người đàn ông gần 40 tuổi. Cụ thể là 36. Có rất nhiều những cái lỗi lo anh em ạ. Lỗi lo lắng về công việc này, lỗi lo lắng về cơm áo gạo tiền, lỗi lo lắng về con cái, học tập của con cái. Thì thực sự là nó có rất nhiều cái thứ để chúng ta có vẻ một cái người đàn ông trưởng thành đấy, 36 tuổi cần phải lo lắng. Thì tôi cũng không ngoại lệ anh em nhá. Tôi cũng có rất nhiều, anh em thấy là tôi ở trong những clip tôi rất là vui vẻ, tôi nói chuyện nó rất là nhiều cái năng lượng tích cực, hay là rất là for fun theo kiểu là một cái người mà trẻ. Nhưng mà thực ra là không phải. Đấy là tôi cố gắng để làm cái điều đấy. Tôi cũng phải chia sẻ thật sự là như thế. Tôi đã phải rất cố gắng để trong mỗi cái clip của tôi nó phải thật sự nó là vui vẻ. Đấy, hôm nào mà tôi buồn lắm ấy, tôi không thể nào tôi có thể nói được ấy, thì hôm đấy tôi sẽ nghỉ. Anh em sẽ thấy là có những cái ngày mà thực sự là tôi nghỉ. Và nghỉ đấy tôi cũng vẫn chơi game, nhưng mà tôi nghỉ tôi không ra clip. Chơi game cái hôm đó ấy, thì nó thực sự là đúng là một cái ngày giải trí của tôi. Đấy, cũng như là cái đợt vừa rồi ấy, là tôi nghỉ mấy ngày để tôi tìm hiểu meta. Thì nó cũng là những cái con game mà thực sự là nó chơi với đúng cái kiểu là cái tâm thế giải trí, chứ không phải là cái tâm thế mà làm việc. Đấy, còn anh em cũng biết rồi đấy, làm việc khi mà chúng ta lúc đầu chúng ta chơi game thì anh em cũng có thể là ở đây là kênh tôi nhé, cũng có các anh em như kiểu là xgame88 hay là chơi khuya ấy. Anh em cũng thấy là trước đây mình chơi game, mình chưa có làm nội dung content. Đấy, thì mình cảm thấy là à, chơi cái này thú vị đấy. Bây giờ mình có thể mình chơi hay, mình có thể là làm clip kiếm tiền ở trên YouTube thì ok, đấy, nhẹ nhàng. Nhưng mà tôi nghĩ là đến khi mà anh em làm vào rồi, anh em vọc vào rồi, thì anh em sẽ thấy là nó cũng sẽ là một cái công việc, nó sẽ là một cái nghề như bao cái ngành nghề khác. Cái nghề làm YouTube thậm chí là nó còn vất vả hơn rất nhiều, khi mà lúc nào cũng phải nghĩ xem là hôm nay nói cái gì, hôm nay làm cái nội dung gì để mọi người có thể là xem mình nhiều hơn. Đấy, anh em sẽ hiểu khi mà anh em làm ra. anh em làm vào đó, và tất cả những cái mà chúng ta là công việc ấy, chúng ta làm đi làm lại nhiều lần ấy, thì chúng ta sẽ không bao giờ thấy nó hay cả anh em nhá, không bao giờ thấy là nó thích cả. Không ai thích làm việc. Anh em tin tôi đi, ở trong cái xã hội này người ta chỉ thích chơi chứ không ai thích làm việc cả. Tôi cũng là một cái người như thế. Thế nên là cái công việc của tôi ấy, nó sẽ vui hơn nếu mà có cái sự ủng hộ từ phía các anh em. Ủng hộ ở đây là cả về cái mặt vật chất đấy, lẫn mặt tinh thần nha anh em nhá. Nhiều khi ấy, tôi nói thật với anh em là có những cái anh em chỉ có ủng hộ tôi 10k thôi nhá, nhưng mà tôi vui lắm. Vui ở đây không phải là cái giá trị về cái đồng tiền là 10k, mà vui ở đây ấy, là vì là anh em biết quý trọng những cái vui ở đây là vì anh em biết quý trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho anh em. Và tôi cũng thấy rất vui khi mà tôi tạo ra được cái giá trị để có thể gửi tới anh em. Đó chính là cái niềm vui của tôi khi mà được mọi người trân trọng. Đó, mọi người trân trọng những cái gì mà tôi đang làm. Đấy, trân trọng những cái gì mà tôi đang cống hiến cho anh em. Trân trọng những cái gì mà nó thuộc về cái công việc của tôi. Tôi thực sự là tôi rất là vui. Trong cái video trước thì tôi có chia sẻ cho anh em là ở trong cái ngày sinh nhật của anh em Trần Đức Trung, là anh em mà có đóng góp ở trên kênh là nhiều nhất ở trên kênh. Trong năm 2023 thì anh em Trần Đức Trung đã đóng góp cho kênh, ủng hộ kênh gần chục triệu rồi. Đấy, nên là video clip ngày hôm trước ấy, thì có làm một cái video chúc mừng sinh nhật anh em Trần Đức Trung. Có ở cái giai đoạn cuối game có xoay bài qua là có cái con Zu đúng không? Sword Master, rồi sau đó là kẹp với cả God. Rất là hay. Và anh em Trần Đức Trung thì cũng rất là thích cái con Zu nó xoay. Chính vì thế nên là trong cái video clip ngày hôm nay tôi sẽ làm cái bộ God kết hợp với cái con Zu xoay nha anh em nhá. Được không? Hợp lý, tôi nghĩ là hợp lý. Và cũng tranh thủ là cái buổi hôm nay thì tôi cũng xin là dành ra cái clip này để cảm ơn anh em Trần Đức Trung luôn. Đấy, clip trước thì chưa có cảm ơn, clip này tôi xin được cảm ơn anh em Trần Đức Trung đã ủng hộ kênh trong cái năm vừa qua. Anh em là cái người ủng hộ cho kênh rất nhiều. Đấy, nên là tôi xin được gửi lời cảm ơn tới anh em Trần Đức Trung. Cảm ơn anh em rất nhiều. Ok, tôi sẽ lấy những cái món đồ mà chúng ta có thể chơi được cái con God kẹp với cả con Du xoay nha anh em nhá. Rồi,
Cái con Du hay là Jack Clark hay là một cái tên gọi ở trong cái con auto chat này nó là Swordman đấy. Chúng ta có một cái tên khác thuần Việt hơn đấy chính là trong chóng xoay. Hôm nay tôi sẽ làm cái bộ đấy anh em nhá, trong chóng xoay kết hợp với God để xem nó mạnh đến cái cỡ như nào. Ở trong cái trận hôm trước ấy là chúng ta có một cái cú xoay bài late game thôi, nó chỉ có đúng một round thôi và nó có thể tiêu diệt được đối thủ. Chúng ta chưa có cảm nhận được cái sức mạnh của cái bộ này nó nhiều. Nên là hôm nay tôi sẽ chơi lại để xem mà thực sự nó mạnh đến tới cỡ như nào anh em nhá. Ok. Đấy, nhưng mà bây giờ hiện tại ấy là đồ thì tôi cũng lấy cho cái con đấy rồi nhưng mà chưa ra con nào. Chưa ra con nào anh em nhá. Đó chính là cái khó của người làm content, tức là mình nhiều khi mình cứ chủ động ấy, mình chơi ấy. Đấy, chủ động chơi, chủ động lấy đồ rồi, chủ động hướng tới, nhắm tới rồi. Đấy, nhưng mà nó không ra thì biết làm nào. Hay là chúng ta eco, có eco. Thực ra nhá, nếu mà có hai con súng này ấy, thì tôi nghĩ là bỏ bài vào nó lại ngon hơn. Eco bây giờ nó không được như ngày trước là nếu mà chúng ta cắn hên chúng ta được cộng 7 máu đâu. Bây giờ chúng ta chỉ được cộng 5 máu thôi. Đấy mà nhiều khi là ở cái sau cái round 10 ấy thì anh em cũng thấy là cái lượng máu mất, nếu mà mỗi round mất thì nó chắc có cũng phải tầm khoảng 8-9 máu, thậm chí là 10 máu. Thì cắn hên lắm 5 máu thì cũng chỉ là mất 5 máu thôi đúng không? Nhưng mà nếu mà mình để như này ấy thì chúng ta có thể chúng ta sẽ giữ được cái lượng máu nhiều hơn. Thì tôi nghĩ là thôi tôi cứ để như này đi, không cần phải cho hai con eco vào đâu. Đó, có những cái nào mà tôi còn thắng cơ. Đấy, tôi có tiền, tôi có một tiền, thế được rồi. Vẫn chưa số mẹ là hiện tại là có tới 3 người đang có chuỗi thắng anh em ạ. Tôi không có chuỗi thắng, không có chuỗi thua nhưng mà tôi lại đang ở gần bét bảng. Tôi là ở top 7, vị trí top 7. Thế như lại như này đi, đúng không? Như này là có God. God kết hợp với cả hai con súng này là có thể tung trưởng liên tục được. Ui rồi, thằng này đang eco à? Thằng này đang eco sao nó mạnh thế này? Thế thì thua rồi anh em ạ, à. Nhìn nó biết thua. Khó. Thằng này mạnh quá anh em ơi. Hình như là nó cũng là God Warlock đấy. Nhìn là cũng giống như là chơi God Warlock vậy. Mình cũng chuẩn bị đang chuyển sang God Warlock rồi này anh em này. Ôi rồi ôi, thua rồi. Up lên 7 rồi vẫn thua ạ. Thôi chúng ta cũng tự an ủi là chúng ta up lên 7 thì chúng ta mất ít máu hơn. Tôi nghĩ là cũng chỉ có cái liềm an ủi như thế thôi. Nhưng mà nói là ít máu hơn ý, nhưng mà vẫn đang là bét bảng đấy anh em ạ. Vẫn đang là gần bét bảng. Mặc dù là cũng giữ được một cái lượng tiền là cũng khá khá. 40 tiền ở level 7, ở round 14 thì nó cũng như là eco đây mà. Đấy, nhưng mà không có chuối thôi. Không có chuối, không có chuối và không có một cái lượng máu nhiều. Mặc dù là cũng bỏ bài vào đấy chứ nhỉ? Nhưng mà tại sao máu còn 68 máu đấy cơ? Bởi vì đối thủ quá mạnh. Trời ơi, nhìn cái đối thủ như này thì thôi, biết là quá mạnh rồi. Giết được một con như thế nào? Một con thôi. Không giết được con nào anh em ạ. Đùa. Thật như thế luôn. Bài như thế mà không giết nổi một con. Đám máu này. Điều thật sự. Không giết được một con nào đau vừa rồi luôn. Chết rồi, hỏng à, hỏng à. Tôi đang hơi lo lắng. Cái bộ God Du xoay ấy anh em ạ. Nó phải đánh ở level 10. Nó phải đánh ở level 10 đấy anh em. Nếu mà God Du xoay kẹp với cả God Warlock ấy là chúng ta sẽ phải đánh ở level 10 ấy nhá, không đánh ở level 9 đâu. Đánh level 9 thì chưa đủ bộ. Level 10 mới có 4 God kết hợp với 6 Warlock và kẹp thêm một con Du, đánh ở level 10. Đấy, nhưng mà nếu mà đánh ở level 9 thì rõ ràng là chúng ta chỉ đánh được 6 Warlock thôi. Nhưng mà thôi được rồi, không sao. Chúng ta cứ 6 Warlock trước, 6 Warlock kẹp với 4 God. Chơi nếu mà bây giờ mà ra được cái con ác mộng ấy, nó lên được 2 sao thì nó vẫn gánh được anh em ạ. Chỉ có cái con đường này thôi. Đấy, cái con đường xây dựng nó cũng đơn giản thôi mà. Đây là trước tiên là chúng ta sẽ phải lên được 9 đã. Sau đó là form God ác mộng đã. Đấy, đánh như bình thường. Sau đó thì
không có rôn nữa mà lên 10, lên 10 rồi sau đó là kẹp thêm cái con du vào. Lý thuyết thì nó là như thế. còn thực hành thì không biết nhá anh em nhá. Lý thuyết thì nó là như thế đấy. Rồi, đồ này bây giờ chả lấy được cái gì. Ok. Đấy rồi. Ui giời ơi. À nhưng mà từ từ nhá. Có một cái đội hình khác mà chúng ta không cần phải đánh ở level 10. Đó chính là cái đội hình mà chúng ta sẽ kẹp con du với cả cái bộ 6m. Nếu mà 6m mà có rớt ấy là chúng ta có thể là chơi được ở level 9. Đấy. Level 9 6m kẹp với cả god là đánh được ở level 9 rồi. Kẹp thêm con du nữa là đánh ở level 9 là ok. Được không? Anh em thấy được không? Hợp lý không? Quá hợp lý. Ôi nhưng mà trận này không có rớt. Trận này có rớt đâu. Trận này không có rớt anh em ạ. Thế thì cũng khó nhỉ. Thế chỉ có chơi Warlock thôi. Tôi có vẻ đang hơi sợ sợ. Nhìn trông nó hơi sợ sợ thật. Nhưng mà cái con Thunder ấy nó cũng khá là ngon đấy anh em ạ. Con này ra được thì nó sẽ giữ máu được. Nếu mà lên được Thunder 2 sao thì chơi tạm đã. Ngày trước là có cái bộ là kẹp với cả 3m ấy, xong rồi kẹp với cả 4 Warlock, kẹp 3m, kẹp với cả 4 God đánh co Thunder. Cái bộ đấy không biết là bây giờ có chơi được không, nhưng mà ngày trước cái bộ đấy nó một thời gian là chơi được ấy. Thôi rồi nếu mà ra thì chơi thôi, nếu mà bây giờ chả may mà ra được con Thunder 2 sao thì có khi là cũng chơi cái kiểu như vậy. 4 Warlock trước đã, đúng không? 4 Warlock, 4 God. Sau đó chuyển dần thôi. Hy vọng là con Thunder này nó sẽ giúp tôi giữ máu trong cái giai đoạn này. Ui thằng này blink luôn cho ngựa. Vãi đái. Được không? Giữ máu tốt không? Con này giữ máu khá tốt. Ơ ui giời ơi anh em ơi, chả giết được con nào, chán thế nào. Cái đao này lại không giết được con nào rồi. Lại đẩy 8 máu là ít. Đúng thật luôn. À, nói chung là lên từ từ thôi anh em. Tiết kiệm tiền. Round 18 là chúng ta sẽ lên. À round 19 là chúng ta sẽ lên level 8. Đấy. 19 lên level 8. Nhưng mà vẫn chưa đủ cái bộ 6 Warlock nhỉ. Bây giờ mà dí thẳng lên 9 thì cũng vẫn chưa đủ bộ. Lên được 10 thì chúng ta mới chơi được. Xa xôi quá nhỉ. Trông xa xôi cách trở quá đi mất rồi. Làm nào lên được 10. Này nhưng mà nếu mà lên được 10 nhá thì nó khác biệt lắm đấy nhá. Nếu mà anh em chưa biết thì cái con dù ấy nó chỉ cần 2 sao thôi. Cứ miễn làm sao mà đủ vứt đủ 6 cái con Warlock vào. Mấy cái con Warlock chỉ cần kích hệ nhá. Đấy mà con dù này nó lên được 2 sao. Chỉ cần 2 sao thôi thì là chơi được anh em ạ. Thì là chơi được. Nhưng mà cái vấn đề là phải lên được level 10. Cứ phải ra đủ 6 Warlock nữa. Trận này tôi chỉ cần ra đủ 6 Warlock thôi. Đây rồi. Thiếu một con anh em ạ. Một con Warlock nữa. Một con Warlock nữa thôi. Vẫn thiếu một con cay nhỏ. Cay thật đấy, rôn mà nó còn nó không ra Warlock là một chuyện, mà nó còn không ra thêm được một cái con nào để có thể có cái cơ hội lên được 2 sao để mà chơi ấy anh em ạ. Trời ơi thế này thì đỡ làm sao được nhờ. Còn 42 máu. Ui mẹ ơi sắp chết được lơi rồi. Sắp chết được lơi rồi anh em ạ. Dã man. Quanh đi quẩn lại nhá. Mới ra 19 thôi mà nó sắp bay màu rồi này. Điêu thật đấy. Không rôn được một con nào lên 2 sao luôn. À mà không, không cần 2 sao, tôi chỉ cần có cặp thôi mà nó không ra luôn này. Điêu thật sự. Round 20. 20 nghỉ được một round. Nhưng mà cái round này liệu rằng có tăng quái không anh em nhờ. Anh à.
Vẫn phải roll. Đây rồi, đủ 6 warlock rồi. Được, 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 được. Cứ đủ 6 warlock đã anh em nhá. Cái round này đủ 6 warlock để đép quái đó này. Chúng ta đép quái nha, chúng ta cần phải có 6 warlock mới đép được. Nhưng mà bây giờ bỏ con gì ra? Bỏ con này à? Con ác. Bỏ con ác ra. Bỏ ác vào chơi 2 god. 2 god thôi. 6 warlock. Này có ăn nổi không? Tôi nghĩ là vẫn ăn được nếu mà cái bọn warlock này nó có đủ thời gian này nó hấp thụ máu. Tôi nghĩ là ăn được đấy. Nó cũng khá là 50-50 đấy chứ nhỉ. Dã man. Nó mà đục vào trong thì nó mà mấy hai con này nó có Kira đấy. Nó đấm nó đau lắm. Với cả nó đánh nó cũng nhanh ấy. Nó mà đục vào cái hàng đằng sau mà nó chạm vào người con ăn bộng thì xác định luôn là cái rau quái này mất. Mà nhá, cái meta mới này là nếu mà rau quái mất là không ghép được đồ cam thôi nhá. Là mất đồ đấy. Sợ phết đấy anh em ạ. Cái meta mới sau khi update là bắt buộc là không thể mất bất cứ cái rau quái nào cả. Nếu mà mất rau quái xác định là mất đồ, không ghép được đồ cam ấy. Thiếu slot mà, thiếu mảnh là không ghép được. Ví dụ như round 20 này chúng ta có thể ghép được đồ cam rồi thì chúng ta thiếu mảnh chúng ta không ghép được. Hay round 15 là nếu mà đổi tất cả các đồ ra là có một cái món đồ cam đấy. Nhưng mà nếu mà toang một cái round quái thôi thì là chắc chắn là round 15 không có đồ cam. Đó. Meta mới này nó như thế, tức là bắt buộc là chúng ta sẽ phải ăn được round quái. Tìm mọi cách. Khi mà chúng ta bài yếu là bắt buộc phải roll. Không roll thì chết, không roll thì xác định cả một con game là nó toang ngay. Đấy, bây giờ nó thế anh em ạ. Đồ đểu ra thì có thể là đổi được, nhưng mà nếu mà thiếu đồ ấy, thiếu mảnh ấy, thì là chết, thì toang. Ok. Rồi. Vậy là đủ 6 warlock rồi, lên 9 thôi anh em. Ui mẹ ơi, toàn 1 sao. Bây giờ nhá. Bây giờ làm nào để cái bọn 6 warlock 1 sao này. Anh em ơi, bây giờ ấy, cái bọn này mà nó trụ cho tôi đến round 26 mà tự nhiên ra là con du 2 sao ấy thì tôi áp được lên 10 ấy, thì tôi vẫn sống. Còn nếu mà tôi không áp được lên 10 thì khả năng là tôi toang là cao ấy nhá. Chết mẹ, rau này lại đẩy full rồi anh em ạ. Ác mộng 1 sao, chán đời. Gặp ngay cái thằng có chuỗi 13 chứ. Ê mày cay. Vẫn chưa có con nào lên 2 sao này anh em này. Con du mà nó lên 2 sao ấy thì bây giờ vẫn chưa cho được vào anh em ạ. Đấy, bây giờ tôi còn một con nữa để lên 2 sao. Nhưng mà nó lại không cho được vào. Bây giờ cho được vào thì nó cũng rất là yếu. Bây giờ chỉ có 6 lock kẹp với cả 4 gót thì nó là ok thôi. Làm nào bây giờ? Trụ được không? 30 máu anh em ơi. Ôi, căng thế nhở. Rao 22, 22, 23, 24. Ui, còn 3 rao nữa cơ. 30 máu trụ nổi 3 rao không? Lại gặp Clyde, thôi lại full bàn rồi. Anh em ơi, tôi hỏng rồi. Full bàn rồi. Được không? Trụ nổi không? Ác mộng mà mày cứu tao một rao nào. Trời ơi. Cố lên giết thêm một con nữa đi thế nào. Cố lên nào. Giết con ngựa đi thế nào. Ôi trời, xong rồi. Một con ngựa nữa thôi. Nó còn có một tí máu. Không giết được. 12 máu này. Hỏng rồi anh em ạ. Hỏng thật sự luôn đấy. Bây giờ con du này nó cũng mới chỉ có một con. À có hai con thôi. Vẫn là một sao. Vẫn chưa lên được hai sao. Bây giờ có lên được 10 thì cũng là một con 1 sao thôi. Thì chơi cái kiểu gì đây. Vãi đái. Bây giờ chỉ có khấn thôi anh em ạ. Bây giờ mỗi round phải khấn một lần để nó cho tôi cái con du 2 sao. Sau đó là phải khấn để làm nào để đối thủ sau nó chỉ đẩy tôi mất ít ít máu thôi. Lên 26, 26 mà ra là du. Lên 2 sao thì là sống nha anh em nhá. Một là sống, hai là chết. Thế thôi, hết cửa rồi anh em ạ. Hết cửa rồi. Bây giờ chỉ có là như thế thôi. Được ăn cả, ngã thì về không. Đấy, liều một phen. May quá sống được cái round vừa rồi anh em ạ. Cái round vừa rồi tôi lại có thể tôi trụ được, tôi lại thắng cái round vừa rồi là mới lại hay chứ lị.
Thế là vẫn còn 18 máu à? Ừ thế thì cũng ngon. 18 máu thì khả năng là round này vẫn có thể sống được đấy. Chưa chắc là đi đâu. Round này mà gặp đối thủ nhẹ ký tí là có thể ăn được. Bây giờ cầu trời khấn Phật cho đừng có gặp thằng Coma nhá. Gặp thằng Coma vớ vẩn là toang ngay đấy. Coma Coma gặp thằng Coma là nó sẽ cướp cái con gì? Nó sẽ cướp ngay cái con Grim và nó cướp luôn cái con Doctor của tôi luôn. Hai con đấy hai sao nó cướp luôn. Không nói nhiều, còn mấy con một sao kia không tính tiền. Chắc là vào phát là nó gõ ra một phát là chết hết rồi. Toàn Warlock, máu yếu, máu dày. Chả có cái con nào gánh đam cả. Sợ thật. Đừng gặp Coma nhá. 24 rồi, 24 rồi. 25 là nghỉ được một round. Nghỉ được một round, 26. 26, 25 tự nhiên ra một con du đi. Nhờ anh em nhờ. Được không? Được không? Được không? Hy vọng là được. Trông bài nó hèn thật sự luôn ấy, toàn tiểu học. Dã man. Tiểu học cánh kèo à? Sợ quá đi mà thôi. Úi giời, gặp thằng Coma luôn à. Mẹ vãi khỉ rồi. May là có một cái may mắn đấy, chỉ là cái con heo của nó mới chỉ là heo một rồi đấy. Nên là vẫn có cơ hội có thể trụ được. Ê da, ê da, ê da. Ác mộng vẫn đang sống. Ác mộng vẫn đang cánh. Ác mộng vẫn đang cánh anh em ạ. Ờ được, 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 được. Được, ui ăn đấy. Ờ, hay quá nhờ. Ờ được đấy. Ui may tôi không gặp cái thằng God S1T kìa. God 1ST kìa. Nó đẩy tôi kìa. Cũng hên. Ui trời ơi, anh em Su lên được 2 rồi. Ê bây giờ lên được 10 rồi đúng không? Ôi giời ơi, thế thì đây là cơ hội của tôi đây rồi. Anh em ơi, sống rồi. Sống thật rồi. Ôi mày quá anh em ơi. Sắp chết đuối lại vớ được cọc anh em ạ. Sống rồi, sống rồi. Người về thì gọi chết. Dã man. Cái con này nó phê lắm anh em ạ. Nó chỉ cần đủ bộ lên được 10 đấy mà. Chỉ cần đủ bộ lên được 10 và 2 sao là chúng ta có thể, chúng ta sẽ nhây được. Không cần chiến thắng, chỉ cần hòa thôi mà. Cầm hòa sau đó đủ tiền là tích tiền rồi roll lên 3 sao vẫn vô tư. Cái vấn đề ấy, là cái con này ấy, nó sẽ có khả năng là gì? Bất khả xâm phạm anh em ạ. Bất tử. Ok. Chúng ta sẽ có một con Sword Master bất tử. Và lúc đấy chúng ta có thể nhây được. Cái bộ này nó lại hay ở cái chỗ đấy anh em ạ. Rồi, dồn đồ cho cái này nhá. Rồi. Ua đồ không ra gì. Thôi được rồi, tôi sẽ đổi đồ luôn. Rèn luôn. Mấy cái món không cần thiết thì chúng ta sẽ bỏ đi nha anh em nhá. Rồi. Làm thế nào để round này chúng ta có một cái đồ cam. Cái đồ nào cần thì chúng ta giữ lại và cái đồ nào không cần thì chúng ta bỏ đi để lấy đồ cam. Để cái vương miệng nhá, cái vương miệng này được. Ok. Vương miệng này sẽ giúp cho đồng đội có khả năng né tránh nữa. Đấy, chúng ta có những cái món đồ thủ ở đây là được rồi. Ngoài ra có khả năng đốt máu theo dây. Cái này chính là cái Radiant ở trong Dota đấy anh em. Đấy, có khả năng đốt máu theo dây. Nhưng mà cái đốt này nó cũng hơi ít. Ở trong Dota nó là 60 máu một giây. Đấy, nhưng mà ở trong cái trò này thì nó tính là theo là 2 giây một lần. Đấy, đốt máu 2 giây một lần. Nói chung là nó cũng có cái sức mạnh của nó. Nhưng mà nó không khỏe bằng Dota thôi. Nhưng mà ở trong cái con game này thì nó là cũng là cái đồ imba đấy anh em. Cũng là cái đồ mạnh đấy. Đấy. Hay quá, gặp trộm chó vô tư. Ui giời ơi, cái con du này nó xoay thì bây giờ bạn làm gì tôi? Bạn chả làm gì tôi cả. Bạn chả làm được cái gì tôi cả. Đấy anh em thấy cho nó xoay liên tục. Nó xoay liên tục có làm gì đâu. Bất khả xâm phạm. Trong lúc xoay nó không khác gì cái BKB. Nó bật lên là nó kháng toàn bộ tất cả các sát thương phép. Khỏe lắm anh em ạ. Đồng thời nó hồi máu này, chống sát thương phép này. Đấy, bây giờ chỉ có những cái con nào mà dồn đam đánh tay cực mạnh mới có thể giết được nó. Nhưng mà tôi có nhiều cái đồ thủ này. Con này nó không dễ chết đâu anh em ạ. Không hề dễ chết. Chưa kể là kết hợp với cả 6 Warlock là có khả năng là hút máu đối thủ nữa. Cái lượng máu sau khi vào trong trận đấu ấy, mà chiến đấu một thời gian là có thể lên tới 3.000 máu. Lúc đấy thì khó có thể xuất điểm ở cái con này. Khó lắm.
Ok, rồi. Bây giờ anh em ơi, bây giờ nhá, ở đây là toàn 1 sao đúng không anh em? Nhưng mà không sao, bây giờ tôi có thể tích tiền lên 50 tiền rồi đấy anh em ạ. Đó, cái con này nó hay ở cái chỗ như thế. Nó bá đạo thật sự luôn. Quá bá đạo luôn. À đây ơi, gặp một con đua lóc này. Đấy, nhưng mà tôi luôn cho anh em luôn nhá, khẳng định với anh em một câu chân thành, đấy chính là gì? Đủ bàn được tôi. Cái con ác mộng này nó chỉ có thể có khả năng là clear hết những cái con khác thôi. Còn riêng nhá, cái con du này nhá, solo luôn. Đứng solo luôn với ác mộng. Đấy, ác mộng này còn hai đồ cam nhá anh em nhá. Mà đồ của nó là đồ trấn luôn đấy. Ác mộng hai đồ cam rồi có cái giáp phản cuối cực kỳ là trấn phái luôn. Nhưng mà anh em nhìn này, tôi đang áp đảo này, anh em thấy chưa? Ác mộng bó tay du luôn, không gây được đam, không hồi máu được. Anh em thấy chưa? Bây giờ cứ gặp cái con du này thì mất máu dần đến chết thôi. Đấy, còn bây giờ nha, tôi bắt đầu tôi tích tiền lên 50 tiền này. Cái kiểu này là cái kiểu mà một khi mà đã thoát được cái chết ý, thì là chắc chắn nó là vô địch. Đấy, bây giờ chúng ta chắc chắn là chúng ta tu thành chính quả rồi anh em. Mấy cái tăng còn lại này không có cái cơ gì dứt điểm của tôi luôn ý. Trông cả kẹp kiếp các thứ và đùm điếc các thứ kẹp thoải mái luôn. Cực kỳ khỏe luôn. Rồi, bây giờ như nào nhỉ? Thôi nhá. Đấy, bây giờ cứ thế này thôi. Có thằng là có con ngộ không 2 sao rồi. Để xem là gặp cái thằng ngộ không 2 sao chúng ta có ăn nổi không nhá anh em nhá. Để xem nào. Thằng Koma ấy, gặp cái thằng Koma kìa. Nó có cái bộ là 6 Saman kẹp với cả con ngộ 02 đấy. Đấy. Đây, bây giờ cái thằng này vừa lấy bắt lạt tôi đúng không? Bắt lạt tôi đúng không? Bây giờ bắt lạt hộ lần nữa. Bắt lạt hộ cái. Chỉ cần một mình con du thôi anh em ạ. À, nó làm gỏi bọn này luôn. Trời ơi, chồng có mất máu đâu. Ngựa đó mới không mất máu. Ôi giời ơi, bất lực thật sự. Anh em thấy không? Thôi xong rồi, 18 máu này là tu thành chính quả rồi anh em ạ. Đúng kiểu người về từ cõi chết. Dã man. Thôi xong rồi. Vô địch ở đây anh em. Vô địch ở đây anh em. Vô địch từ ra 28 luôn. Vô địch trước luôn. Chuối cộng 5 này anh em này. Thấy nó điêu không? Điêu không? Điêu không? Quá điêu. Đùa chứ lên được level 10 cái kẹp đủ bộ cái là trông nó kiểu bá đạo thật sự luôn ấy. Trông đối thủ bất lực thật sự. Nhìn 18 máu này thôi mà không có cái cách nào có thể là dứt điểm của tôi. Nói thật. Ai sẽ là cái người dứt điểm tôi? Đấy, bắt đầu đối thủ bắt đầu sang xem rồi. Bắt đầu sang soi rồi. Bắt đầu có những cái lỗi sợ nhẹ nhẹ tới từ đối thủ. Bây giờ làm gì làm đi bạn ơi. Chả làm gì luôn. Đứng đây tôi đứng một chỗ luôn mà. Thích làm gì làm. Đấy. Thích cướp bài cho cướp. Thích gì. Thích trộm chó cho trộm chó. Thích làm gì thì làm. Vô tư. Cái con riêng cái con du ở nhá không bao giờ bị bắt luôn. Nó là cái con 2 đô anh em ạ. 2 đô làm gì bị bắt đâu. 2 đô này không bao giờ bị bắt. Đấy, nếu mà giả sử nhưng mà có bị bắt ấy thì cái con này ấy, nó cũng chả chết được luôn. Nói thẳng luôn là nếu có giả sử như bị bắt ấy thì nó cũng chả chết được. Đấy, sau khi nó thả ra thì tôi lại xoay tiếp. Rồi, để xem nào. Ui giời ơi, cửa like thì vô tư bạn ơi. Cái tầm này bây giờ làm gì của tôi? Chả làm cái gì. À, có Second Lancer đúng không? Rồi, Second Lancer kháng phép đúng không? Ok bạn ơi. Kháng phép. Trông máu tụt thì nhanh lắm anh em ạ. Kháng phép với chúng tôi. Ôi giời. Đấy, bắt đầu lật kèo rồi. Mấy cái thằng 80 máu, 70 máu bây giờ bắt đầu máu tụt dần. Còn tôi thì máu này nó sẽ không bao giờ tụt được nữa đâu. Bá thật sự. Tôi cũng hiểu là tại sao mà anh em Trần Đức Trung lại thích tôi chơi cái bộ này rồi. Đấy, thực sự là nó rất là bá đúng không anh em? Bá lắm anh em ạ. Trông đối thủ bất lực thật sự. Bây giờ phải kiếm được thằng nào nó kẹp cái con đu vào ấy, chúng ta mới trải nghiệm được cái sức mạnh bá nó thật sự. Bây giờ phải làm nào đối thủ kẹp con đu vào nhỉ, để xem là con đu này nó liệu rằng là có thể counter được cái con này không. Còn nếu mà bây giờ tôi soi vẫn chưa thấy ai kẹp đu anh em ạ. Và chưa thấy cái dấu hiệu xuất hiện con đu thì tôi vẫn chưa có chút nào là chảy mồ hôi đâu. Vẫn còn đang thông thoáng lắm anh em ạ. Người vẫn đang rất là bình thường. Chưa toát mồ hôi hột đâu. Cái quả toát mồ hôi hột là cái quả mà tôi sắp chết cái vừa nãy khi tôi chưa lên được 10 thôi.
Đấy, chưa lên được 10 chưa ra là con du 2 sao. Còn một khi mà đã lên được 2 sao và lên được 10 rồi thì bây giờ bắt đầu mình đánh theo kiểu là mình cầm hòa. Tức là mình có thể thắng hoặc là mình hòa. Tức là mình không chết. Đấy, mình không chết là mình tích tiền lên 50 tiền rồi tí nữa mình roll, có thế thôi, có gì đâu. Cái bộ này nó hay như thế anh em ạ. Trời. Bây giờ ngồi tích tiền lên 10. Lên 10 rồi bây giờ tích tiền lên 50 tiền rồi roll. Đấy, round này lại không có đồ ngon đúng không? Thế nên là thứ nhất là random cái đã, sau đó nếu mà không ra đồ ngon thì đổi hết đồ cam. À đồ này được luôn. Ơi giời. Có cái áo kháng rồi, tuyệt vời. Đấy, bây giờ để tôi đổi xem nào, tôi đổi ra đồ cam có vừa không nào. À thế này là nó sẽ bị thừa, nó hơi phí anh em ạ. Thôi nhá, đợi nhá. Tôi sẽ đợi. Như này thì nó hơi phí, như này nó hơi phí. Nên là tôi sẽ đợi rơi ra một cái món đồ nữa tới từ đối thủ. Đấy, chúng ta sẽ có đồ một đồ cam tiếp theo khi mà đối thủ rơi đồ. Sẽ có thằng chết thôi anh em, sẽ có thằng chết và nó sẽ rơi ra. Ôi cái thằng coma nó sắp chết cơ. Cái thằng coma có con bộ không 2 sao kẹp với gần 6 cái con Saman mà có thể chết được á. Ôi thế chứng tỏ là à không, nó lại chuyển sang 6 đỏ rồi. Vừa lấy là 6 Saman anh em ạ. Ô thế nhưng mà vẫn thua á. Điêu nhỉ, Metalit mà vẫn thua à. À không, không phải Metalit. Đây là nó chỉ là 6 đỏ thôi. 6 đỏ kẹp với ngộ không kẹp với Light Spirit. Có cái combo ấy. Nhưng mà bạn ơi. Nhưng mà bạn ơi, ngộ không 2 sao đấm với cả Du. Một con 5 đô 2 sao đấm với cả một con 2 đô vì nó hành như này. Ôi rồi ôi, bắt lạt cho thôi đi rồi. 6 máu đi được gì nữa. Lọt ba con này là chắc chắn là đi. Ngộ không ai sao. Ngộ không ai sao ngậm ngùi về top 6. Dã man. Chỉ một cái con Du thôi anh em ạ. À. Một con Du 2 sao bây giờ nó có thể trở lên bất tử. Chiến binh bất khả xâm phạm anh em nhá. Quá kinh khủng. Sát thương phép thì là không chạm tới người rồi. Sát thương phép thì không bao giờ chạm tới người rồi. Mấy cái con kiểu như là gì con gì con Deathless đúng không, Eclipse Deathless hay là con Ác Mộng. Hai con xác định luôn là chả làm được cái gì rồi. Đấy, còn bây giờ chỉ có con đánh tay thôi. Thì con đánh tay nào, con co đánh tay nào ở đây, con nào có thể ăn được đây. Tôi chưa thấy con nào. Bây giờ Secret Lancer 2 sao. Bây giờ chỉ có Secret Lancer 2 sao rồi. Với cái khả năng kháng phép có thể chiến được. Với một cái lượng đồ nó cũng phải khá khá mới có thể ăn được. Đấy, Ác Mộng này, Ác Mộng thì nói luôn là một là hòa hay là thắng, không bao giờ thua. Còn Ác Mộng này nó chỉ giết hết ở những cái con khác thôi. Còn riêng con Du này thì nó không bao giờ mất máu luôn. Anh em thấy là áp đảo thật sự đấy. Một là hòa, hai là thắng, không bao giờ thua. Chấp đồ luôn. Chấp đối thủ hai đồ cam nha anh em nhá. Đồ cam mà nó còn không phải là đồ cam đểu nha, mà đồ cam trấn luôn ấy. Trấn của Ác Mộng luôn. Giáp phản rồi gậy hách. Đấy. Úi rồi, nó còn có thêm một cái món trấn nữa đấy, chứ là cái chén thánh ở trong cái bộ Warlock thì có quá là trấn rồi. Nhưng mà anh em thấy không? Nào trấn phái bây giờ làm sao? Trấn phái, ôi rồi trấn phái rồi vẫn thua. Trấn phái rồi cũng vẫn bị ăn xoay đến chết. À không, ra này hòa. Đao này còn có 10 giây thôi, chắc là cũng không thể nào có thể chiến thắng được. Đấy, nhưng mà anh em thấy là tôi không mất máu, còn nó thì đang mất dần đấy. Nếu mà có 60 giây nữa thì nó thua. Đấy, có thêm 60 giây nó thua. Nhưng mà tất nhiên là tôi chỉ hòa cho đến khi mà cái con Du này nó lên được 3 sao thôi anh em ạ. À. Nó sẽ không hòa mãi được đâu. Đấy, tôi bây giờ tôi nhây đến khi nào Du lên được 3 này, Ác Mộng lên được 3 thì bây giờ chơi cái kiểu gì? Chơi kiểu gì được tôi? Chả có chơi được đâu anh em ạ. À. Tôi bây giờ tôi đang có cái ý định là gì, lên tất cả cái bọn này 3 sao luôn này anh em. Anh em nhìn cái hàng chờ xem. Tôi đang chuẩn bị tôi nuôi thêm là con Ác Mộng là một này. Thứ hai là tôi nuôi thêm cái con Doctor lên 3 sao. Có tí nữa mà dư giả tiền nhá, tôi nuôi thêm con Doom nữa. Bây giờ có bao nhiêu con Doom tôi mua hết. Anh em ạ. Để đối thủ không phải mua Doom luôn. Đấy, cho đối thủ không có Doom mà mua. Ok chưa? Đấy, người về từ cõi chết. Cái nào vừa rồi mà nếu mà tôi không có hòa nó thì tôi đang có một cái chuỗi sắp đến cái chuỗi vàng ở đây anh em. Chuỗi hồng rồi đấy.
Rồi, cái thằng này đang chết dần này. Riêng mà chơi cái bộ Glacier Clive này mà không lên được 11 thì xác định luôn. 6 Glacier, 6 Clive đánh ở level 11 cơ. Rồi ôi, Secret Lancer 2 sao trông có vẻ hơi bất lực đấy nha. Ui dồi, em nhìn kìa. Ui dồi, ui dồi, trông kìa. Secret Lancer 2 sao mà bị con du của tôi nó hành cho. Không có cái cửa gì luôn. Thôi xong rồi. Hỏng rồi. Secret Lancer 2 sao kẹp với cả 6 Clive kháng phép đến như thế rồi mà còn không trụ nổi. Sợ thật. Đấy, anh em thấy ổn không? Trận này lùi thêm con Khan 3 nữa anh em nhá. Quá tuyệt vời. Đùa chứ, nhưng mà cái trận này tôi nghĩ là có thể là nó kéo khá là dài nhá. Nên là anh em nào mà xem đến cái đoạn này rồi thì anh em hãy chuẩn bị tinh thần đi. Nó sẽ là một cái trận đấu mà chắc là sẽ phải kéo dài đến 50 round đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là như thế, chúng ta sẽ phải kéo dài đến tận cái con Roshan cơ. Bởi vì một cái trận đấu như này thì mỗi round nó chỉ lọt một con thôi. Đấy, mỗi round nó lọt một con thôi chứ nó không lọt nhiều đâu. Và thậm chí là có thể là hòa. Có những cái trận đấu có thể chúng ta sẽ phải hòa. Kéo dài đấy, những beta này. Nếu mà chơi cái bộ này cho những cái anh em mà có cái sức chịu đựng cao đấy, cái cuộc đua thể lực, anh em có thể chơi cái bộ này. Còn đối với những cái người mà vội ấy, những cái người mà công việc mà chỉ cho phép là vào trong game chơi 30 phút, chơi gọi như là chơi nhanh, chơi nhanh, chơi giải trí một tí xong rồi là phải đi làm việc ấy, thì tôi khuyên anh em chân thành là anh em nhìn anh em thấy hay như thế nhưng mà anh em đừng có chơi. Bởi vì chơi nó rất mất thời gian anh em ạ. Chơi nó rất là mất thời gian luôn. Nhìn nó xoay mà thực sự nó rất là lâu la. Đấy, anh em thấy không? Nó xoay rất là lâu la luôn. Nó xoay nó phải đến vị trí từng con một để nó xoay chết từng con một luôn. Rất lâu. Ây da, con già này có vẻ trâu phết nhỉ. Nhưng mà cũng thua rồi. Úi dồi ôi anh em ơi. Tôi lại bắt đầu lại đoán chuyện thắng rồi đấy. Rồi, dần lần lượt từng người sẽ ra đi. À, anh em ơi, anh em thấy cái thằng God nó cũng ra đi rồi kìa. God Warlock cũng đã ra đi. Ơ, bị thằng nào đấm ấy nhỉ? Thằng God Warlock bị thằng nào đấm ấy nhỉ? Căng nhỉ? À, bị thằng Leon. Thằng Leon nó đấm. Thằng Leon nó đấm. Thằng Leon đấy là nó chơi trộm chó. Chắc là nó cướp được cái con ác mộng rồi. À đâu, làm gì cướp được ác mộng? Ác mộng của đối thủ có bùa mà. Ờ, làm gì cướp được con ác mộng nhỉ? Thế mà đấm sấp mặt ác mộng cơ. Ai chà, thế thì cũng khỏe thật sự ạ. Rồi, round này tôi sẽ đổi một món đồ cam nữa anh em nhá. Được, đủ. Chúng ta sẽ đổi thêm một cái món đồ cam nữa. Đấy, bây giờ anh em thấy là tiền tôi rủng rỉnh. Bây giờ chuẩn bị là lên 100 tiền đến nơi rồi này. Đấy, tiền là bắt đầu dần dần lên 100 tiền. Thừa sức để có thể nuôi là cái con du này lên 3 sao. Còn có 3 con nữa thôi anh em ạ. Kiểu gì cũng lên được 3 sao. Ok, lại random. Thôi, random bên này thì lại đổi thôi. Có gì đâu. Đồ không cần thì chúng ta vứt hết. Ok, những cái món đồ mà không cần thiết thì chúng ta sẽ vứt hết anh em nhé. Tôi sẽ lấy đồ cam tiếp theo. Úi dồi ôi, thế thôi xong rồi các bạn ơi. Khiên thiên thể. Ôi giời, bất khả xâm phạm thật rồi anh em ạ. Cái tầm này thôi các bạn xác định luôn. Bất khả xâm phạm nó là có thật đấy anh em ạ. Không đùa đâu, không đùa đâu. Bây giờ thì làm thế nào để có thể ăn được cái con du này của tôi đây. 2 sao làm chùm. Và sắp lên 3 sao rồi đấy. Từ cái lúc mà tôi lên được level 10, tôi kẹp được con du 2 sao, tôi rất là tử tốn luôn. Tôi đánh vào thậm chí cái bọn còn lại ấy, nó còn chưa lên được 2 sao luôn mà tôi vẫn cứ để đấy mà. Bởi tôi biết là cái con du này nó trụ được cho tôi đến lúc mà tôi nhây được. Đấy, để tôi form được đủ đội hình. Anh em nhìn này. Anh em nhìn thì con Sekler xấu rồi. Nhìn phản lại cho nó đấm cho bay màu trong một lốt nhạt luôn. Trông kìa, Cyclone Lancer, rồng giết các thứ nó xoay cho. Thậm chí là còn đẩy đối thủ nhiều cơ anh em ạ. Tôi cứ nghĩ là chỉ có lọt một con thôi. Nhưng mà đẩy nhiều luôn. Càng thật. Rồi chúng ta có lên nuôi thêm một con nữa lên 3 sao không nhỉ? Mình là người có tiền mà. Mình là người khỏe mà.
18 máu vẫn từ đây đến giờ luôn anh em ạ. À, từ cái lúc sắp chết rồi vẫn 18 máu đến bây giờ. Vẫn chưa thấy có một cái đối thủ nào có khả năng là đẩy tôi chết được cả. Và bây giờ tôi là level 10, tôi ôm 50 tiền này anh em này. Và bây giờ đội hình của tôi nó cũng đủ mạnh để có thể nghĩ tới cái việc là hướng tới top 1 rồi. Mặc dù là tôi biết là ở từ cái round 28 ấy là tôi biết là tôi top 1 rồi đấy anh em ạ. Ôi, trông một con này bất lực thật sự. Làm gì? Bây giờ làm gì? Sát thương phép, một đống sát thương phép này thì chả mất giọt nào luôn. Ồ, ok. Ôi. Đấy, top 3 rồi nha anh em nha. Người về từ cõi chết nhưng mà sau khi mà coi như là bước qua cửa tử cái là thành tiên luôn. Bây giờ là tu thành chính quả rồi anh em ạ, ở cái tầm này. Không thể nào đấm được luôn. Dã man, đối thủ bây giờ đứng đánh đúng kiểu đánh chờ chết đấy. Bây giờ ác mộng của tôi là mới lên 2 sao này. Đấy, bây giờ tôi lùi cả ác mộng này, tôi lùi cả con Velomaster luôn. Lên 3 sao luôn. Không ngại gì luôn, không ngán bố con nào. Cứ giữ 50 tiền rồi lùi dần dần. Đấy, và tôi cũng xin nhấn mạnh lại lần nữa anh em nhá. Đây là các anh em mà đang xem đến cái giờ phút này rồi thì các anh em cứ chuẩn bị tinh thần đi. Bởi vì cái khoảng thời gian mà tiếp theo tôi nghĩ là nó sẽ kéo dài rất lâu đấy. Đối thủ lên là con heo 3, vẽ đái. Heo 3 sao. Heo 3 sao nó sẽ đẻ ra được những cái con 3 sao. Ây à, khỏe phết đấy nhở. Nó đấm chết hết được tôi này. Nhưng mà tôi vẫn còn cái con du. Ôi dồi ôi, nó vẫn trụ được anh em ạ. À, trông như kiểu cái bọn này nó không xin. Ui, nó gọi ra cả con Khan 3 kìa. Khan 3 Velomaster 3 luôn, chiến luôn. Trời ơi, 10k máu rồi. Thế thì làm cái gì? 10k máu đây này. Ok, thế thì cầm hòa thôi chứ còn gì nữa. Hòa anh em ạ. À, nó sẽ là hòa đấy, nó sẽ không thắng được. Đối thủ rất là bất lực luôn trước cái con này. Đánh đúng kiểu gãi ngứa luôn đấy anh em ạ. Úi giời, cười kìa. Ha ha. Cười là vui rồi, cười là vui rồi. Chứ đừng có tí nữa rồi lại kiểu lại kêu là tại sao mà lại nhây như thế nhá. Đấy, tôi cũng bắt đầu tuyên bố luôn là bây giờ cuộc đua thì thể lực bắt đầu. Thằng nào mà lì hơn là người thắng. Đấy, chúng ta bắt đầu đến với cuộc đua thể lực anh em nhá. Chúng ta sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho một cái trận đấu dài hơi. Quá căng. Đối thủ bây giờ thì cũng chắc là hết rồi, cũng chỉ thế thôi chứ còn lên được cái gì nữa đâu đúng không? À không, là có thể lên được con Khan 3 này và nó lên được thêm cái con Dartlet lên 3 sao nữa. Chứ cũng chưa phải là mắc tối đa của đối thủ. Ok. Chồng kìa. Trời ơi, tôi nghĩ là không có cái cửa gì kết thúc được đối thủ. Và đối thủ cũng sẽ không có cái cửa gì kết thúc của tôi. Con heo của đối thủ nó sẽ vẫn có thể đẻ ra được. Ok. Ơ, rồi thắng này. Ôi dồi ơi, thế thì cũng không, tôi nghĩ là cũng không kéo dài như tôi nghĩ đâu anh em ạ. Ok. Rồi, tiếp cận được con này xoay được rồi. Chúng ta có thể kết thúc trận đấu được. Nếu mà mua nào chúng ta lọt một con. Con này lọt là 4 máu đấy anh em ạ. 4 máu. Tám rao lừa là kết thúc trận đấu. Tôi đoán là thế, ra 48. Mua nào lọt một con là được. Nhưng mà nếu mà cái con du của tôi lên được 3 sao thì nó câu chuyện nó khác nhá. Nếu con du lên được 3 sao thì mỗi round nó sẽ là lọt là 6 máu. Đấy. Mỗi round lọt được 6 máu thì đối thủ xác định luôn là chắc là cũng trước round 48. Khoảng round 46. Round 46 có thể đi được. Bây giờ còn 2 con du thôi. Đây có quả trứng rồi. Ra tôi sẽ roll một mạch sau tôi sẽ có thể là đập trứng cho con du. Nếu mà nó không ra thêm con nào. Còn nếu mà ra con du thứ 3 thì tôi sẽ đập trứng để dành cho con Velomaster và con ăn bọng anh em nhá. Rồi những cái món đồ không dùng đến chúng ta sẽ rèn hết.
Đấy, những cái món đồ nào mà dùng thì chúng ta sẽ để lại đâu. Còn rèn lấy đồ cam anh em nhá. Tôi chắc là tôi thiếu là cái gì. Có thể lấy cái giáp xoay. Hoặc là lấy cái giáp bất diệt cũng được. Giáp bất diệt cũng được. À đấy, ui giời ngon quá. Hộp sọ đẫm máu này là nó là có thật tuyệt vời luôn. Thế nó lại càng bất tử anh em ạ. Đó. Hồi máu cộng 50% hồi máu. Quá càng. Chúng ta còn một con rùa thôi. Rồi chắc lóc lại nhỉ. Rồi lóc lại thôi. Tôi cũng chưa muốn là bán cái con gì. À hay là chúng ta có thể là bán cái con Evil Shadow Evil bán đi cũng được. Ui anh em nhìn nào, cái con trong chóng của tôi nó to dần ra kìa. Trông bất tử thật sự anh em ạ. Rồi chắc là cái con God of War tôi bán đi. Con God of War này nó lên level 10 rồi, nó khó ra được 3 sao lắm anh em ạ. Run 3 đô 4 đô thôi. 3 đô 4 đô 5 đô thôi. Cái con này bây giờ nó 2 sao nhưng mà nhìn nó to như là con 3 sao luôn. To thật sự. Khỏe thật. Ôi trời ơi, đâu lại đẩy tận 2 con ạ. Thế thì trận đấu kết thúc sớm thôi anh em ơi. Tôi không nghĩ là nó đến đâu 48 đâu. Không nghĩ là đến nào 48 đâu. Một con du nữa. Ơ kìa. Chưa được anh em ạ. Nói chung là chúng ta cứ từ từ thôi, không phải vội đâu anh em. Sớm muộn gì nó cũng lên được 3 sao thôi. Mà chúng ta bây giờ chúng ta full 3 sao thì bọn này nó cũng chả cướp được cái con gì. Nói thẳng luôn là nếu mà full 3 sao thì chỉ cướp được những cái con kiểu God of Light, con kiểu mấy cái con rẻ tiền yếu lắm. Trộm chó bây giờ toàn trộm mấy cái con vớ vẩn. Làm sao mà trộm nổi những cái con 3 sao của tôi. Rao này vớ vẩn đẩy 3 con đấy chứ. Đúng không? À nhưng mà vừa nãy tính là tính vẫn hơi sai. Bởi vì thằng này nếu mà nó thua nó có cái máu nó cắn lên anh em ạ. Phải giết chết được con heo. Giết chết được con heo, đúng rồi. Đấy. Tức là rao nào cũng sẽ là cái con ác mộng và con du nó sẽ còn sống để nó đẩy anh em ạ. Ủa ôi anh em nhìn này. Hai con này nó xong kiếm hợp bích nó bất tử luôn. Hai con mới có 2 sao thôi nhá. Hai con 2 sao bất tử ạ. Khỏe thật sự. Ây da. Rao ở đen nhỉ. Rôn không ra là con du luôn. À ui đây rồi. Nhưng mà từ từ nhá. Rôn tiếp. Rôn hết tiền. Con du này nó có thể lên được anh em ạ. Tôi sẽ nuôi thêm cái con khác nữa. Úi ôi trứng này. Rồi không kịp rồi anh em ơi. Đập trứng thôi. Thế giờ à? Quá tuyệt vời. Bây giờ là ác mộng đúng không? Ác mộng này, sao Ripper và con Velomancer nữa. Chuyện này nói tóm lại là gì? Nói tóm lại là chúng ta dần đang tiến tới cái chiến thắng đấy anh em. Bá đạo thật sự. Quá bá anh em ạ. Tiến dần đến cái chiến thắng thôi. Chứ còn tôi nghĩ là đối thủ cũng chả có cái cửa gì đâu. Không có cái cơ hội đâu anh em. Chả có cái cơ hội nào cho đối thủ cả. Chúng ta đang tiến dần từ cái con Roshan. Đã từ rất lâu rồi chúng ta chưa đến cái con đấy đúng không. Trong cái clip của tôi chắc là phải 2 năm rồi. Từ cái trận đấu mà dài nhất trong lịch sử AutoChess. Nếu mà anh em chưa xem cái trận đấu đấy. Đấy mà xem xong cái trận đấu này. Video này mà anh em vẫn còn có cái sức lực, cái thể lực của anh em để có thể xem thêm một cái trận đấu dài hơi nữa. Thì tôi xin giới thiệu cho anh em ở cái phần cuối clip nha anh em nhá. Trận đấu dài nhất trong lịch sử AutoChess 666 hiệp. Dã man. Đã từ rất lâu rồi chúng ta mới có một trận đấu dài như này. Hơn một tiếng đồng hồ. Còn ác mộng còn một con. Ok.
Rồi, bây giờ dồn đồ cho V5 nhá anh em nhá. Dồn đồ cho V5 đi. Đối thủ chắc chắn là không cướp được chúng ta rồi. Mấy cái con V5 thì bị cướp bởi vì là con heo sẽ cướp được con V5 4 đô mà, 4 đô 3 sao ấy. Nhưng mà tôi lại có cái bùa nên là tôi không sợ cướp. Chính ra nhá, bây giờ con ác mộng lên 3 sao ấy, có khi nó lại không ngon, bởi vì là ác mộng lên 3 sao là bị đan hết của đối thủ 3 sao cướp đấy. Nó sẽ bắt con ác mộng của tôi. Dồn toàn bộ đồ cho đan hết này, đan hết đồ nó thế giới luôn anh em ạ. Đồ toàn đồ trần luôn. Tôi thậm chí cái đồ trần của tôi là còn ít hơn nhá. Đấy, nhưng mà tôi con này nó cũng chả cần phải nhiều đồ. Bây giờ có 3 đồ cam là tôi có thể đủ cân kèo. Từng này cái đồ này không sợ bất cứ một cái con nào luôn, chấp cả Doom luôn. Bây giờ cho Doom vào, có Doom của tôi đâu mà. Tôi có nhiều cái đồ kháng như này tôi sợ gì Doom. 3 món kháng. Nhưng mà có vẻ như là nó hòa nó hơi lâu anh em nhỉ. Cái trong chóng này mặc dù nó rất là to nhá, anh em nhìn thấy cái vòng của nó rất là rộng nhưng mà nó lại không quay tới được cái con heo. Nó lại như thế cơ ạ. Bây giờ chúng ta cần phải có con ác mộng, nó phải sống. Nó phải sống để nó gây đam. Đấy, bây giờ chúng ta đến round 45 rồi đấy anh em. Chỉ còn đến 5 round nữa thôi là chúng ta đến với cái con Roshan rồi. Ok, như này đi. Cái này ngon hơn không? Tôi lại nghĩ lại là tại sao không để cho nó cướp cái con V-Long. Nó cướp cái con V-Long thì chúng ta vẫn có thể sống được mà, đúng không? Nó cướp con V-Long sau đó thì con Du này nó vẫn có thể nhây được. Để cho lúc cái con V-Long nó tỉnh dậy ấy, nó tỉnh lại thì nó rất là khỏe rồi. Sau đó nó sẽ cùng với tôi để có thể đấm chết bọn kia. Chúng ta không nên để V-Long nó được thả ra, bởi vì là thả ra nhiều khi nó chết trước. Hợp lý anh em ạ. Tôi nghĩ là cứ để cho bọn nó cướp con V-Long đi. Cứ để trộm con V-Long đi. Ok. Cái đao này chắc là tôi lại lấy cái găng tay. Rồi, đồ V-Long là cũng khá là thế giới ở đây rồi. Mặc dù là nó không phải là đồ cam nhưng mà nó cũng là những cái món đồ rất là ngon cho con V-Long. Ok, chúng ta đến với đao thứ 46 anh em nhá. Đến cái giai đoạn mà bây giờ bắt đầu chia máu rồi đấy. Trận đấu rất là nhây, rất là căng luôn. Chúng ta chỉ còn hai con sao Ripper nữa và hai cái con ác mộng nữa là lên được 3 sao. Gần như là cái đội hình này full 3 sao rồi anh em ạ. Kéo dài trận đấu thật sự. Khan thì bây giờ vẫn chưa ra là thêm con nào nhỉ. Đấy, cái con V-Long của tôi là bị cướp, nếu mà không có bùa là bị cướp ngay mà. Nhưng mà cướp tôi chủ động cho nó cướp. Cướp để khi mà nó tỉnh dậy nó khỏe, nó có một cái lượng máu nhất định. Sau đó nó sẽ vả lại cái bọn kia. Anh em nhìn này, đấy, V-Long sau khi mà quay trở lại khỏe lắm, đấm lực cực kỳ luôn. Ui nhưng mà vẫn chết anh em ạ. Bị con Dalet nó hút máu. Dalet của đối thủ trông cũng có vẻ căng đấy nhờ. Ấy à. À mà sao có cái quả vừa rồi con Dalet nó bay lên đằng sau rồi nhỉ? Nó giống như kiểu Metalip vậy. Anh em có nhìn thấy cái quả vừa rồi con Dalet sắp chết cho nó lé đằng sau không? Ừ nhỉ, lạ nhỉ. Hơi điêu. Round này chắc là lại cầm hòa rồi. 16 giây. Tôi cứ nghĩ là mỗi round lọt được một con ấy. Nhưng mà có vẻ như là đối thủ này cũng khá là khỏe đấy chứ. Nó có thể cầm hòa tôi. Con Du này cái vòng rộng nó nhìn thì nó rộng nhưng mà thực ra nó vẫn chỉ có 2 ô anh em ạ. Tôi cứ tưởng là nó xoay nó phải ra là 3 ô rồi. Nhìn nó khá là to nhưng mà cuối cùng là vẫn chỉ là 2 ô. Round thứ 47. Có lên kéo dài cái trận đấu này như cái trận đấu dài nhất trong lịch sử auto chết không nhỉ anh em nhỉ? Tự nhiên trận này tôi lại thấy, bắt đầu tôi nghĩ lại cái trận đấu đấy, tôi lại thấy hơi đau bụng. tôi lại hơi buồn buồn anh em ạ. Thật đấy. Hay thôi nhỉ, kết thúc trận đấu luôn nhỉ. Thực ra cái trận đấu này ấy, chúng ta chỉ cần xếp lại thôi là chúng ta kết thúc một trận đấu anh em ạ. Tôi cố tình tôi nhây ra. Tôi kéo dài thời gian để xem là thử cái độ gọi là gì, độ lì của đối thủ. Cũng như là độ lì của các anh em đang xem kênh.
Để xem là các anh em liệu rằng các anh em có lì lợm đến cái mức mà anh em trụ đến cái giây phút này không. Anh em xem mà anh em không bỏ cái giây phút nào mà anh em xem đến đoạn này thì đúng là anh em fan bê tông ở trên kênh rồi. Anh em nào mà xem đến cái giây phút này mà anh em không tua thì anh em hãy comment nha, anh em để lại comment cho tôi. Tôi sẽ phải check xem anh em nào là fan cứng, fan bê tông ở trên kênh mới được. Rồi thôi, nói chung là anh em xem đến cái giai đoạn này là tôi đã biết được cái tấm lòng của anh em rồi. Tôi biết là anh em yêu quý tôi lắm rồi. Để tôi nha anh em nha. Tôi quyết định là trận sau chúng ta kết thúc trận đấu thôi anh em ạ. Tôi không để cho anh em phải mệt mỏi đâu. Ôi là mệt quá đúng không? Để nó kéo dài quá mà. Nó cũng chỉ như thế thôi mà đúng không? Anh em biết được cái sức mạnh của con này rồi. Nó thực sự là nó bất tử. Đấy, chiến binh bất tử. Không thể nào có cái cửa gì có thể giết được tôi. Đấy, tôi nói luôn là bây giờ cho 10 cái con Doom vào nhá. Chấp cả 10 con Doom luôn. Rồi ok. Thế bây giờ chúng ta kết thúc nha anh em nhá. Dạ man. Hóa ra là ông này ông ấy chơi chiêu. Ông Tuấn Cơm là ông ấy chơi chiêu để ông ấy thử lòng anh em. Trời. Dạ man. Cái này nó là xếp bài thôi mà anh em. Đấy. Anh em xem rất nhiều video clip của tôi rồi. Nó chỉ là xếp bài thôi. Xếp thứ nhất này là làm nào để tiếp cận co đối thủ sớm. Thứ hai là gì? Tránh cái việc là đối thủ tiếp cận co của chúng ta. Đấy, thế là được, có gì đâu. Nguyên tắc chiến thắng là như thế. Rồi. Bây giờ vô tư rồi đấy, vô tư rồi đấy anh em. Xong rồi. Rao này nha là còn lọt 3 con cơ anh em ạ, à. Không phải là lọt 1 con đâu. Ôi xong rồi. Riêng mà con ác mộng mà còn sống nhá thì ôi ác mộng chết à? À nhưng mà không sao. Ác mộng chết vẫn còn 2 con. Ui trời ơi, 2 con này thì chắc chắn, nói thật chứ chỉ cần lọt 1 con dù thôi là con chết rồi. Đấy mà đây là round này là lọt 2 con anh em ạ. Con này nó không trụ được đâu. Con này nó trụ cái kiểu gì? Không bao giờ có thể trụ được hết. Nó chỉ là một cái con Sailing Assassin thôi. Trời ơi, anh em nhìn nó cứa kìa. Trò chơi kết thúc. Rất là cảm ơn các anh em đã ngồi với Game Today đến cái giây phút này anh em nhé. Quá tuyệt vời. Đấy, và đây là cái trận đấu gọi là người về từ cõi chết. Đó là thực sự đó là như thế đấy anh em ạ. Quá kinh khủng. Gần như là tôi đã bay màu rồi. Nếu mà tôi không được lên được level 10 mà tôi không có một cái con du 2 sao. Và trời ơi, quá là kinh khủng khiếp luôn. Một cái con du 2 sao mà nó có thể gánh, nó có thể cân, nó có thể nhây cho đến lúc mà chúng ta lên được 3 sao đấy anh em. Và kết thúc trận đấu. Đấy, quá hay anh em ạ. Rồi, anh em thấy hay hãy để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Tôi đưa cái bộ God siêu đẻ quay trở lại meta rồi anh em ạ. Hay lắm anh em tin tôi nhá. Anh em xem đi, hay lắm. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái bộ mèo heo gấu. Cái bộ đang rất là hot beta bây giờ anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!